棒。贝贝丁。Ồ không, tôi đã lạc mất tô trưng ở đâu rồi, ở đâu rồi? Quả trưng bé xíu giờ đang nơi đâu? Con của tôi, con ở đâu mất rồi? Thì ra tô trưng đang ở nơi đây, có ăn trộm, có ăn trộm, có ăn trộm. Nào hãy tránh xa tô trưng của tôi. Ờ, tôi không phải kẻ trộm trứng mà. Oviraptor, kẻ trộm trứng. Mình nhớ mình để trứng ở đây mà. Ngay đối diện cái cây cao này. Ở đâu rồi nhỉ? Có đây không? À, hay ở kia? Khủng long Protoceratops mẹ đang đi tìm tổ của cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa tìm thấy. Ôi, ôi hoa đẹp quá. Con của mình cũng xinh đẹp như vậy. Chắc là cũng đang ở gần những bông hoa này. Xem nào. Hả? Ôi không, không, không. Tránh ra, tránh ra mau. Cô đang làm gì ở đây? Cô đang định lấy trộm trứng của tôi hả? Cái gì cơ? Đây là tổ của tôi mà. Có thể cô ấy không phải là ăn trộm. Không, không, chắc chắn là trộm. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có kẻ trộm trứng ở đây. Khi nghe khủng long Protoceratops kêu lên, tất cả khủng long lần lượt kéo đến. Có chuyện gì vậy? Ôi không. Tên trộm này nè, cô ta định trộm trứng của tôi trong lúc tôi đang đi tìm nước uống đó. Cô thật sự là kẻ trộm trứng sao? Wow, cô chắc chắn là kẻ trộm trứng rồi. Không, không phải như vậy đâu. Làm ơn, nghe tôi nói đã. Tại sao chúng tôi phải nghe cô chứ? Cô đúng là kẻ trộm trứng rồi. Không, không phải đâu. Đây là trứng của tôi mà. Thật không tin nổi. Giờ cô còn nói đây là trứng của cô hả? Ngay lúc đó, Troodon xuất hiện. Loài Troodon được biết đến là loài khủng long thông minh nhất. Có chuyện gì ồn ào vậy? Tôi bắt quả tang cô ta trộm trứng của tôi, vậy mà giờ cô ta nói đây là trứng của cô ta. Không đúng đâu. Cô ta đột nhiên xuất hiện rồi gọi tôi là kẻ trộm mà. Trong trường hợp này, ta cần suy nghĩ. Để xem nào. À, tôi có ý này. Ở đây có 10 quả trứng, vậy ta chia mỗi người 5 quả nha. Hả? Bình tĩnh, tôi sẽ chia công bằng cho hai cô. Ôi không, không được. Trứng có thể bị bể nếu như ông làm như vậy đó. Ta nên làm gì đây? Bởi vì ta có 10 quả trứng và 2 người mẹ, cách này là tốt nhất rồi. Vậy các cô còn ý nào hay hơn không? Thôi, cứ lấy đi. Tất nhiên, vì đâu phải trứng của cô đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Có phải trứng của cô ấy đâu. Tôi hiểu rồi. Bởi vì cô biết lo cho sự an toàn của những quả trứng, nên cô chắc chắn là mẹ của chúng. Vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng là mẹ mà. Tôi cũng sợ con của mình bị đau vậy. Nhưng cô không thể hiện sự quả quyết bảo vệ trứng như vậy. Thôi thì hãy để thời gian giải quyết nha. Và ngay thời điểm đó, những quả trứng bắt đầu nở ra. Thấy không? Mọi người còn nghĩ tôi là kẻ trộm trứng nữa không? Chúng rất giống tôi, vì chúng là con của tôi mà. Tôi xin lỗi. Vậy còn trứng của tôi đâu? Mọi người đây rồi.
Mẹ khủng long Rhodoceratops đâu rồi? Hả? Cô làm gì ở đây vậy? Trứng của cô nở ra rồi kìa, ở dưới gốc cây bạch quả. Nhanh nào! Hả? Cây bạch quả? Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Ôi con ơi, mẹ yêu các con nhiều lắm. Đúng vậy, Oviraptor không phải kẻ trộm trứng, cô ấy là một người mẹ. Những bé khủng long Protoceratops cũng sẽ sớm gặp được mẹ thôi. Trông giống như tê giác Protoceratops, khủng long đầu chim Oviraptor, khủng long thông thái Trudon, nhỏ và nhanh Hypsilophodon, có chiếc đầu to Pachycephalosaurus. Này các bạn, điểm qua các trò chơi thú vị của chúng mình qua Ping Pong Plus. Hãy chơi thử miễn phí ngay bây giờ.